Phận ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới. Bạn dòng tương tư vì ai, tim mơ mà chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa, dòng kinh quân ba chữ bị ngàn phù lên mấy thu. Ông trần hôm nay xa quá, ai người ra ý bày. Mọi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Chẳng là người ăn vì sao đâu ta không đủ. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu bàn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hồn người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa thời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng bó xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa. Mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, ta nát cung tương biến hòa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu bàn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hồn người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo ta ra. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa thời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa. Mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, ta nát cung tương biến hòa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa rời hữu ý, tiếng nước chảy càng vô tình. Quân hòa hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không thấy bóng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa. Mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung thương biến hòa. Vài đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Thank you.
chờ bóng nắng.